Xin chào các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời các bạn cùng Lê Hùng Auto Daily đi tìm hiểu về những cái trang bị mà chỉ có duy nhất trên dòng X-Trail tại thị trường Việt Nam thôi. Vâng, tìm khắp thế giới không có đâu. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm nhé. Trên X-Trail V-Series đấy, sẽ có xuất hiện thêm phần cản trước sơn màu xám, nó khá là tương phản với những các chi tiết còn lại nhưng cũng rất ăn nhập với cái lưới tản nhiệt hình V-Motion này. Thực ra phần đầu xe của X-Trail khi mà được trang bị thêm cái cản này trông nó khỏe khoắn hơn và mình có dành nhiều cái cảm tình cho nó hơn, cho nó rất nhiều. Và hệ thống đèn pha trên X-Trail là hệ thống đèn pha LED nha các bạn. Đèn pha LED đấy, có tự động cân bằng góc chiếu. Nhìn chung trang bị thì cũng chả kém xe nào trong phân khúc đâu. Thậm chí có những trang bị nó còn hơn. Và tiếp theo ạ, trên đèn xi nhan này, các bạn sẽ thấy là một cái dải LED nó sẽ chạy. Nó chạy chạy sáng dần. Nó khiến mình nhớ đến cái đèn hậu của dòng Lexus á, những cái đèn của dòng Lexus. Và thưa các bạn, trên X-Trail là một mẫu xe duy nhất trong phân khúc crossover loanh quanh 1 tỷ có trang bị hệ thống camera 360 nha các bạn. Và bên thân xe thì có sự xuất hiện của một cái thanh nẹp. Nó cũng tương tự như chúng ta make up thôi. Thêm những cái chi tiết nho nhỏ nhưng mà nó cũng thay đổi về cái góc nhìn rất là nhiều. Và phần sau này thì chính là phần cản màu xám này, cũng là một cái chi tiết chỉ có ở thị trường Việt Nam thôi. Bao quanh chiếc đèn phía bên dưới này cũng được sơn màu ghi. Thực ra mới nhìn thì mình cứ nghĩ rằng đấy là cái ông bô. Đó, nhiều chi tiết gần gũi hơn. Và trên cái cửa sau này chính là một cái cánh lướt gió nha các bạn. Phải nhìn kỹ mới thấy được. Và nếu như ngày xưa bạn mở cái cửa phía sau, bạn phải vuốt qua đây, thì bây giờ chỉ cần đá. Rất đơn giản đúng không ạ? Vâng, đây là bản Premium LSV 4WD. Hệ thống cầu trên X-Trail này hay lắm. Bây giờ mình sẽ mở cái cốp này lên. Rồi, cốp mở ra rồi. Thưa bạn, đây là toàn bộ cái độ tác nghiệp của mấy anh em trong chương trình ngày hôm nay. Nó cũng khá nhiều túi rồi chân máy. Thì thực sự là cái cốp xe này cũng khá là rộng đấy. Và ví dụ như mình cần sạc thêm những cái thiết bị nhỏ nhỏ, dùng những dòng công suất thấp như 12V thì chúng ta có cái đầu sạc ở đây ạ. Và không chỉ là một mẫu xe crossover dành cho đô thị đâu, mẫu xe này có thể đi dã ngoại, đi chơi, đi đường núi, đi đường đèo cũng khá là hay, mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần sau. Và tiếp theo, những chi tiết rất nhỏ nhưng rất chiều khách và chỉ có tại thị trường Việt Nam thôi thưa các bạn. Đây. Và khi bạn mở cửa ra thì sẽ có chữ X-Trail đón chào bạn. Chưa hết đâu, bạn sẽ còn một chiếc logo. Đây, cái đèn nó ở ngay dưới đây ạ. Đó, đây. Đây, mình đặt vào sẽ thấy ánh sáng này. Thì buổi tối thì cái logo nó rọi xuống. Logo Nissan cũng rất là đẹp. Và một cái tính năng an toàn được bổ sung trên mẫu xe này chính là cái cảnh báo điểm mù. Đó, được bổ sung vào đây. Khi mà có xe rơi vào điểm mù thì nó vừa báo sáng vừa kêu tét cái, thì các bạn có thể cẩn thận trong những cái tình huống như vậy. Bây giờ cửa đóng rất là chắc chắn. Cái phần thay đổi lớn nhất và có lẽ cũng gây ấn tượng với mình nhất trong cái khoang xe của X-Trail phiên bản Việt, bản cao cấp nhất, thưa các bạn, đây chính là màn hình. Màn hình trông sang chảnh hơn hẳn đúng không ạ? Và với kích thước 10 inch, mình sẽ có làm một cái phép sánh nhỏ nhỏ như thế này. Đó, một chiếc màn hình iPad, MacBook như này, độ bóng không hề thua kém đâu. Và độ nhạy thì sao, mình sẽ sử dụng luôn nhé. Trên cái màn hình này cũng khá hay khi mà bạn có thể sử dụng hệ thống dẫn đường này, Google Map. Có Google Map đâu, Google Map đó. Tốc độ phản ứng hơi chậm một chút, mình cần nó nhanh hơn. Và bạn có thể gạt sang đây để lướt web. Với một chiếc điện thoại đã phát wifi rồi thì bạn có thể kết nối phát wifi vào đây và kết nối với xe, bật lên. Các chương trình Auto Daily đánh giá về X-Trail 2017 đã rất là chi tiết, các bạn có thể xem này. Thi nhiên liệu này, rồi đánh giá
đầy đủ luôn. À, các bạn có thể xem thêm nhé. Và ngay từ thời điểm cách đây 2 năm khi mà lần đầu tiên ngồi vào Itchio cho đến bây giờ vẫn vậy, thì thực sự mà nói là mình cảm nhận được cái không gian khá là rộng rãi trên Itchio. Đó, rất là thoáng. Cách thiết kế cái vòm lõm trên cái bảng tablo này đẩy về phía trước này, rồi ngay cả thành cửa cũng thế. Tất cả những cái thiết kế đó tạo ra một cái không gian thực sự là thoáng. Và nếu như so với cả CRV hay là CX5 á, thì mình còn cảm nhận được cái sự thoáng đãng hơn nhiều. Tất nhiên về thiết kế từng chi tiết rồi cách bố cục các chi tiết vân vân thì có vẻ như không sang chảnh bằng những cái sản phẩm kia, nhưng rõ ràng chúng ta sẽ thấy được cái sự bền bỉ trên các cái vật liệu. Đấy, những chiếc xe Nhật này các bạn, chất liệu rất là tốt. Đấy, không tạo vết xước. Đó. Và thực ra cái chi tiết trên cái tablo này cũng được bằng nhựa giả vân carbon, chúng cũng hoành tráng hẳn, nhưng mà mình thích là nó phải màu sáng hơn bởi vì toàn bộ cái tổng thể này nó đang hơi bị tối. Và thưa bạn, Itchio thì vẫn được trang bị cái hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nha các bạn. Và vô lăng thực ra thì nó không khác gì những cái phiên bản 2017 cả. Đấy, vô lăng hình giọt nước, có trang bị các tính năng điều khiển can thiệp vào những cái menu, rồi điều khiển hệ thống âm thanh, cruise control vân vân, thì những cái chức năng này rất cơ bản. Và ghế lái trên Itchio này thưa các bạn, ghế lái này điều chỉnh 8 hướng và có bơm lưng nha các bạn. Ví dụ như mình bị bệnh tuổi già rồi, bây giờ hơi đau lưng là mình bơm lên một tí, lái cho nó êm ái. Đó. Rồi các vị trí bố trí đồ, sắp xếp đồ trên Itchio cũng khá là thuận tiện. Khi mà bạn có thể đặt những cái điện thoại ở đây, ví ở đây, kết nối USB, những chai nước bạn có thể đưa vào đây. Làm một ly Starbucks đặt vào đây cũng không có vấn đề gì. Cái nút này là cái nút mình thích nhất nha các bạn, mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong cái phần vận hành. Ở đây. Mà nắp cốp này thì sao? Cốp trước. Đó. Thế mình đã chuẩn bị mấy cái chai nước to này, thoải mái luôn. Diện tích rất là tốt. Tuy nhiên là mình sẽ thử để bên thành cửa xem như thế nào. Thành cửa thì mình nghĩ chai nước to này thì không vừa. Chai nước nhỏ thì mình có thể để được vài ba chai rồi đây. Nhưng mà phần sau này hơi khó thì mình hơi khó để được một chai nước này thôi. Vâng, bây giờ thì mình đang ngồi ở hàng ghế sau rồi, các bạn có thể thấy đấy. Đây, khoảng trống đầu này, khoảng trống đầu gối này, duỗi này. Và ghế này có thể điều chỉnh được nha các bạn. Ghế này có thể điều chỉnh tiến lùi. Bởi vì 5+2 cho nên là bắt buộc khi mà bố trí thêm người ngồi phía sau thì chúng ta cũng nên điều chỉnh cái hàng ghế này lên một chút để cho không gian cho người phía sau. Và độ ngả của cái ghế này cũng có thể điều chỉnh được. Bạn có thể như thế này. Ngả tốt nhất là như thế này ạ. Wow. Một chiếc bệ tì tay. Cái bệ tì tay này cũng khá dị. Đó, bạn có thể kéo xuống, đặt các chai nước vào đây. Khá là dày dặn. Và khi đấy sẽ lộ ra một cái khoảng trống từ phía cốp phía sau lên. Và rõ ràng khi mà bạn cần chở những cái vật dơ dụng dài gì đó, những cái đồ vật dài thì bạn có thể đi từ trước ra đến sau. Rồi. Hệ thống cửa gió điều hòa nha các bạn. Điều hòa cho hàng ghế phía sau này. Chưa có khe cắm USB ở đây. Và sàn thì cũng tương đối phẳng. Sàn tương đối phẳng. Đây là một mẫu xe dẫn động hai cầu. Và làm được cái mức sàn như thế này cũng khá ổn. Ngồi hàng ghế ở giữa. Wow, cũng không dễ chịu lắm. Nên cho trẻ em ngồi thì tốt hơn. Và thành cửa phía sau này thì bạn cũng có thể thấy là cái vị trí để nước ấy, bạn có thể để được cái chai nước khá là to. Đấy. Không thoải mái lắm nhưng mà khi cố nhét vào cũng vừa. Và nên nhớ rằng bậc lên xuống này cũng có cái chữ Itchio nha các bạn. Và có lẽ ngồi trong khoang xe này thì mình vẫn thích nhất là cái cửa sổ trời toàn cảnh. Nói chung là rộng. Vào thời tiết mùa đông, mùa thu mát mẻ như ở Hà Nội thì thật tuyệt vời, vô cùng lãng mạn. Nhưng mùa hè thì nó hơi bất tiện một chút khi mà hơi tốn nhiệt điều hòa. Bây giờ thì tôi vừa mới trèo đèo lội suối để ngồi ở hàng ghế thứ 3. Và thực sự nếu như không điều chỉnh cái hàng ghế thứ 2 này lên thì tôi sẽ không có đủ chỗ để chân. Mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp hơn
cho trẻ nhỏ, bởi vì ngay khi mình ngồi đây đó, ngồi chân nó đã dốc cao như thế này rồi. Và chiếc ghế này cũng đã đẩy lên tương đối nhiều. Và hàng ghế của những cái mẫu xe 5 cộng 2 thì thường sẽ không thoải mái lắm. Và XTRAIL cũng vậy. Rất khó để tìm được một cái vị trí ngồi thoải mái ở hàng ghế như thế này. Tuy nhiên trang bị thì vẫn có khay để nước, nhưng không có điều hòa cho cái hàng ghế này. Vâng, thưa các bạn, thì như các bạn đã thấy thì mình lại đang cầm lái XTRAIL V-Series. Vâng, giá 1.083.000.000. Thực ra khi mà so sánh với cả CRV hay là cả CX5 thì mỗi xe đều có những cái lợi thế nhất định. Ví dụ như mẫu xe này lại không dùng phanh tay điện tử, cũng không có auto hold. Đó, nhưng mà lại có camera 360. Rồi lại có mở cốp bằng đá chân hoành tráng. Tức là mỗi mẫu xe đều tìm ra những cái lợi thế riêng. Và thực ra với XTRAIL này thì nếu về cái không gian khi mà ngồi lái ấy, thực ra mình thấy là thoáng nhất so với cả CRV hay là CX5 mà mình cũng vừa mới làm cái chương trình so sánh đó. Các bạn có thể tìm lại trên cái kênh Auto Daily. Tuy nhiên cái khi mà mình cầm lái ở tốc độ thấp, ví dụ như 0-20, 40, 50 thì thực sự là cái cảm nhận về vô lăng thì mình lại chưa thích bằng CRV. Nhưng chỉ cần vượt qua 60, 70 trở lên thôi thì vô lăng nó cũng sẽ khác. Và đặc biệt là nếu như các bạn đã từng xem cái chương trình mình lái cái mẫu xe này, chạy tuốt vào Quảng Bình, chạy cát, chạy rất nhiều, thì thực sự XTRAIL là một mẫu xe chạy rất bám. Có lẽ bám như thế nào, so sánh trực tiếp với các sản phẩm CRV, CX5 như thế nào thì phải có những cái chương trình đánh giá cụ thể. Tuy nhiên bằng cảm nhận thì rõ ràng nếu như xét về cảm nhận về cảm giác lái ở cái độ vào độ bám ở cái tốc độ cao á, và đặc biệt khi vào cua á, thực sự XTRAIL nó cũng thuộc hàng đầu bảng, nó có thể so sánh cùng với cả Outlander hay cả CRV. Còn em nào hơn, em nào kém thì sẽ phải có những cái bài test cụ thể. Tuy nhiên mình nghĩ rằng nếu có chênh thì cũng không chênh quá nhiều đâu. Nhưng mà XTRAIL nó có một cái rất hay là có một cái hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động. Vâng, thưa các bạn, hệ thống này là một hệ thống cực hay nhá. Ngay cả cái hệ thống đi vào đường trơn cũng lại kiểm soát lực phanh trên từng bánh luôn. Thì những cái hệ thống này đã tạo ra khác biệt và khiến XTRAIL nó lái rất hay. Và thực sự mà nói, như các bạn thấy này, đang chạy ở tốc độ khoảng 100 thì cái độ ổn định của thân xe rất là tốt. Mình cũng tự chuyển làn luôn, đường thì thoáng chuyển làn đó. Ổn. Thực sự về khả năng lái rồi độ ổn định của thân xe của XTRAIL thì không phải bàn nhiều, nằm trong top đầu những cái mẫu crossover loanh quanh 1 tỷ. Tuy nhiên độ ồn mà từ lốp dội lên ấy thì nghe khá rõ. Nhưng nó lại khiến cho tôi lại có một cái cảm nhận này, xe nó chạy rất là bám. Thực sự là vậy, rất bám luôn. Hộp số CVT nhá. Cùng là hộp số CVT nhưng mà trên CRV cái hộp số CVT thì khi mà mình chạy ở cái tốc độ 80-100 hoặc là cao hơn ấy, thì nó sẽ nghe khá là rõ cái độ ồn. Nhưng mà của XTRAIL thì không nghe luôn. XTRONIC của dòng Nissan thì rất là đẳng cấp, nói chung là ngon. Đó, các bạn vừa thấy nghe tiếng tít tít không? Thì có một xe lọt vào điểm mù, mình bật sinh an, đó là tín hiệu nháy sáng và âm thanh nữa, là một cái hệ thống cũng khá hay. Thực ra mà nói, để mà chạy trên đường bằng với tốc độ cao, thậm chí đường đèo dốc, thì mình đánh giá cao XTRAIL này về các cái điểm như là ngồi thoáng đó, tư thế lái tốt, xe chạy bám và cảm nhận được cái sự an toàn với hàng loạt các cái công nghệ hỗ trợ mà mình đã chia sẻ rồi. Và đặc biệt cái bản cao cấp nhất SV Premium này 2.5 lại trang bị tới 6 túi khí, 2 trước rèm và 2 túi khí sau. Nhưng chưa hết nha các bạn, có một cái hệ thống mình cũng rất thích trên cái XTRAIL, đó chính là hệ thống 2 cầu chủ động, thông minh nữa. Bạn có thể dùng chế độ 1 cầu khi mà chạy trên đường bằng. Đấy, lại có cả chế độ Eco nữa, mình có thể tắt đi ở đây, ngay dưới đây ạ. Đấy, tắt đi. Nhưng bạn cũng có thể dùng chế độ 2 cầu thông minh, tức là tự động tất cả.
Rồi, nó sẽ tự động phân bố moment cầu trước cầu sau theo một cái tỷ lệ nhất định. Và lại có một cái hệ thống gọi là off-road cho mẫu xe này. Đấy chính là hệ thống khóa hai cầu với nhau. Đây, nó ngay trên đây. Đó, và 100 km/h vòng tua rất thấp. 1.600 thưa các bạn. Rồi bây giờ thì mình lại tiếp tục lên đến đỉnh Ba Vì. Thực ra loanh quanh Hà Nội thì lên Ba Vì thử các con dốc là dễ nhất. Đấy, mình cua phát là vô lăng nặng ngay. Và hiện tại các bạn đã thấy nhá, đang để chế độ eco này, thì khi mà đi dốc cao ấy thì nó hơi y một chút thì mình sẽ bỏ nó đi. Đó, mình sẽ bỏ nó đi, mình tắt nó đi. Đó, mình thử xem như thế nào nào. Đó, ngon. Dốc cao thì mặc dốc cao ta vẫn cứ phải lao vù vù. Tất nhiên thì khi đi ở cái đường có độ dốc cao như đường lên đền thượng Ba Vì như thế này thì đối với các cái dòng như sử dụng hộp số CVT như thế này thì mình thích sử dụng cái chế độ bán tự động hơn đó. Thì cái khả năng tăng tốc nó tốt hơn nhiều. Các bạn quay đầu camera 360 sướng không ạ? Độ nét thì không cần quá lớn, nhưng mà các cái vạch rồi các cái kẻ đường chỉ đây mình có thể đây, rất rõ ràng luôn. Quay thôi. Vừa có camera lại vừa có cảnh báo thì quá yên tâm rồi. Khi đổ dốc với CVT thì mình sẽ dùng chế độ chuyển số bằng bán tự động. Đấy. Sổi vòng tua lên 4.000 luôn, ghim được không? Dốc chỗ này đang là 10%, đang xuống 10%. Vâng, tốc độ bây giờ ghim là bao nhiêu? Wow. 20 km/h. Đó, và số là số 1. Nếu mà chậm quá thì mình đẩy lên. Đấy, bỏ chân ga thế nhá. Bỏ luôn. Bỏ chân ga, chân phanh ra để dồn số. Mình xác định trước này. Rồi, về số 1 này, dốc đoạn này 10% này. Đó. Tốc độ bao nhiêu? Rất tốt luôn. Còn nếu như mà để D thì chắc chắn nó sẽ trôi. Bây giờ mình sẽ để trôi nào. Ví dụ nó có thể khi mà mình cài số thấp bằng bán tự động thì nó thấp hơn. Nó chỉ loanh quanh hơn 20 một chút thôi. Nhưng mà nếu mà để CVT 40, không nên. Đấy, phanh này 10%, các bạn đang thấy là 10% nhá. Cua cực gấp. Và số 1 đè xuống. Rồi lên. Quá đơn giản. Nói chung số CVT của dòng xe Nissan và của X-Trail nói riêng thì yes, good. Vâng, vừa rồi là những cái đánh giá của Lê Hùng về X-Trail V-Series. Vâng, phiên bản dành cho thị trường Việt Nam. Còn nếu như các bạn có ý kiến như thế nào về hộp số CVT này, về khả năng vận hành này, về các trang bị tiện ích này so với sản phẩm trong cùng phân khúc thì hãy để lại comment bên dưới nha các bạn. Các bạn hãy vui lòng chia sẻ clip, subscribe kênh để chúng tôi tiếp tục liên tục cập nhật ra những cái sản phẩm mới nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.